Một ngày đi ăn tiệc cùng với mẹ, được đi qua một con phà con sông rất là lớn. Và đây là lần đầu tiên nhọn đi qua một con phà một con sông bự như thế luôn á. Thì mới hừng sáng sớm, ngủ chưa có đã nữa, mẹ vô kêu nhọn nữa rồi. Nhọn, nhọn, thức chưa con, dậy đi con. Bữa nay chở mẹ đi qua bên kia ăn tiệc coi. Cái gì nữa dò, ngủ chưa có đã nữa mà mắt thức nữa rồi. Trời ơi, thức dậy rửa mặt lẹ đi ông ơi, rồi thay đồ đi nè. Mẹ với cháu mày là sửa soạn đồ xong hết trơn rồi đó. Chỉ còn đợi thêm con thức dậy thay đồ cái nữa là đi nè. Hả? Hai bà cháu sửa soạn xong hết trơn rồi hả? Vậy hai bà cháu đợi con cả 2 tiếng rưỡi nữa đi nè, con còn mách cúp nữa. Ôi trời ơi, lẹ đi ông ơi, còn mách cúp mách ơ gì nữa. Ông mách cúp cái nữa chắc tới chiều luôn quá. Hên là nhọn cũng thức dậy liền, tranh thủ mách cúp cỡ có 1 tiếng rưỡi à. Để tranh thủ qua kịp bên đám bên tiệc ở bển, để không thôi qua trễ. Là ta nói qua tới bển mà trễ một cái ha, là rửa chén luôn. Chứ còn gì đâu nữa mà ăn, người ta ăn xong hết trơn rồi. Thì bữa nay nhọn sẽ dắt hai bà cháu đi ăn tiệc ở bên chợ mớ. Chợ mớ là một cái huyện ở tỉnh thành của nhọn đó nghe. Ai mà có ở bên cái huyện này thì cho nhọn xin chào hello một cái nhớ. Trước khi đi thì cũng ra ngoài đầu đường đợi dì ba với bà bảy đi chung cho nó vui. Quên nữa, thì nãy giờ nó đi ăn tiệc mà mọi người chưa biết tiệc gì phải không, là đi ăn tiệc thôi nôi. Nghe nói đâu là con của dì Út, là em của mẹ của nhọn đó. Thì ta nói ha, đi qua bên nhà của dì Út này nè là đi qua được một cái phà. Hồi ta nói xuống cái phà ha, thì cái phà nó cũng không có to mấy, mà được cái là phà chạy qua một con sông bự chà bá luôn. Ôi trời ơi, lần đầu tiên mà nhọn được đi luôn á chàng, qua một con sông bự chà bá bằng một chiếc phà. Thì ta nói ha, cái sông nó to là mọi người cũng biết rồi đó, là đỡ phà nó đã lâu rồi, mà khi xuống phà được rồi mà phà nó chạy qua tới bờ bên kia nó cũng lâu nữa, cho nên là cũng đâu mất cả tiếng đồng hồ mới qua được tới nhà của dì Út ở bên đây. Thì qua tới bên đây rồi cũng không có trễ mấy, người ta còn đang nấu đồ ăn nè, chứ chưa có đãi đâu, còn sớm lắm. Thì mình làm các clip là chuyên về mảng food, cho nên là vô gặp người ta nấu ăn cũng phá dữ lắm. Mới vừa qua tới là đột nhập vô trong bếp liền để quay mấy cái món mà chuẩn bị đem ra bàn để đãi nè. Quá chừng là món ngon luôn, lớp nào là lẩu nè, rồi bò né nè, đồ nguội nè. Và theo như nhọn được biết á, là có một món không thể thiếu, đó chính là một cặp vịt nha. Là cặp vịt này sẽ được nấu cháo hoặc là luộc lên để mình đem ra cúng cùng với 12 chén chè và 12 chén cháo. Ngay chăng cái ngày thôi nôi của một bé nào đó được sanh ra tròn 1 tuổi thì nhọn chỉ biết được bao nhiêu đó thôi, còn những chuyện xa xưa hơn nữa thì những người lớn người ta sẽ biết rõ hơn nha. Rồi thì sau khi mà đã được lên mâm cúng kiến xong hết trơn rồi đó, là tới cái phần này là quan trọng nhất của bé nè, là bé sẽ bóc một cái món gì đó được nằm ở trong cái mâm này, là tương lai của bé sẽ làm theo y chang những cái món mà bé bóc. Ví dụ như là cái bé này hôm nay bóc được cây bút thì tương lai của bé sẽ cầm bút để đi làm việc, còn bóc trúng xiềng á thì sau này sẽ có xiềng nhiều, còn mà bóc trúng vàng á thì sau này vàng đeo đỏ tai luôn. Còn chẳng hạn như nhọn là hồi xưa nghe mẹ nói là bóc trúng cục đất là chắc sau này cạp đất ăn luôn rồi đó. Mọi người có biết là hồi nhỏ mọi người đã bóc trúng cái món gì không? Chứ còn nhọn hồi đó là nghe mẹ kể lại là bóc trúng cục đất thiệt á trời. Chẳng lẽ sau này nhọn cạp đất ăn thiệt sao ta? Thật là phi diệu, tớ công chuyện thiệt chứ. Nói chứ nghe mẹ kể là nhọn cũng đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi. Để ba vô cái bàn ăn mình chuẩn bị nhập tiệc nè. Chứ hồi đó bóc trúng cái gì thì kệ đi, mệt quá trời rồi. Thì ta nói ha, cũng là lần đầu tiên đi ăn cái tiệc thôi nôi mà vô cái bàn ăn quá trời món luôn. Thì cái món khai vị của mình là món đồ nguội, xong rồi tới cái món cháo vịt, rồi tới cái món gà nấu tiêu chấm bánh mì nữa. Ăn xong 3-4 cái món đó là chưa đâu, còn tới cái món bò né nữa chứ. Ăn cái món này hay là chỉ có né né thôi đó nó mới ngon. Mà được cái mấy bà cô bà dì ở trên bàn né quá trời lâu rồi, chẳng hạn như mẹ của nhọn nè, kiểu như là sợ cái mực với thịt bò nó chưa có chín, đứng né hoài luôn. Thật ơi, ta nói biết con của mình nó không có găng rồi thì thôi ta né mau mau đi, để một chút thằng con của mình nó gắp thịt bò nó ăn cũng đỡ ngại xíu. Tại vì mọi người biết sao không, né lâu quá thịt bò nó bị dai. Cái thằng của nhọn thì mới có bay lớn à, mà như ông già 80 dụng văn vậy đó. Thì ta nói mới họ cái đũa vô gắp đựng cục mực với miếng thịt bò thảy vô miệng nhai nhai, mà cái miếng thịt bò nó dai quá, thảy vô miệng nhai đâu có nổi đâu. Chờ người ta nói ngại muốn chết luôn á. Thôi thì cũng quê dữ lắm rồi, nghỉ ăn luôn. Rồi tới cái lẩu nè, cũng ăn được miếng. Tính ra là cái tiệc này là ăn được là ăn dữ lắm luôn á, nhưng mà dụng văn hết trơn rồi, ăn đâu có được nhiều đâu, cho nên là cũng có cái tiết mục là múc bỏ về nữa. Thì cái cảnh này cũng quen quen nha. Trời ơi, ta nói chỉ là quê cái lúc mà nhai thịt bò không được thôi, chứ còn cái khúc mà múc bỏ bọc đem về là không có quê đâu nghe. Kệ đi, múc về nhà ăn cho thoải mái xíu, chứ đây nhai không được thấy còn quê hơn nữa. Rồi thì kết thúc buổi tiệc là được bọc bự chà bá đem về luôn nè. Tính ra là nhọn đi tiệc kiểu này là không có lỗ gì đâu nghe, vừa được ăn no bụng ở đám tiệc rồi, về nhà còn no bụng hơn nữa chứ. Thôi thì ăn tiệc cũng đã xong xuôi hết trơn rồi, bây giờ gia đình của nhọn xuống vài đi về nghe. Máy bay tất cả mọi người luôn nha.